Bé tạo hình quả dứa từ giấy xốp bong bóng. Nguyên liệu gồm giấy xốp, màu nước, cọ vẽ, keo sữa và giấy A4. Các bạn nhỏ đã được chuẩn bị một tờ giấy A4 trắng cắt thành hình tròn để làm phần bìa. Còn miếng giấy xốp thì cô giáo đã giúp các bạn cắt thành hình quả dứa. Phần này chúng mình có thể nhờ người lớn giúp mình nhé. Sau đó các bạn dùng keo sữa để dán phần miếng giấy xốp lên để tạo hình thành quả dứa. Sau đó dùng cọ chấm vào màu nước màu vàng để tô màu lên quả dứa nhé. Tiếp theo là vẽ cuốn của quả dứa và dùng màu tô lên để cho quả dứa thêm sinh động và đẹp mắt hơn nè. Cuối cùng chúng mình có thể trang trí thêm mắt và miệng cho quả dứa được xinh xắn hơn nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thành tạo hình quả dứa từ miếng xốp bong bóng rồi đấy. Rất đáng yêu phải không nào? Cô mời tất cả các bạn nhỏ và mời quý phụ huynh cùng xem sản phẩm của các bạn là hai đã cùng nhau làm ra nhé. Thank you.